Em Minh xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá sỉ tại kho Hồ Chí Minh nhá. Nay em quay cho mọi người giới thiệu mọi người một mẫu rất là mới đây, một mẫu mà size của nó là size khổng lồ. Mẫu MAZ100 Pro 29 inch nhá mọi người nhá, bánh 29. Xe của hãng thương hiệu Chinix nhá mọi người. Cấu hình của nó thì rất là cơ bản. Và nó có một cái mức giá rất là tốt đấy mọi người, có 5 triệu 6 thôi. 5 triệu 6. Bánh 29 inch. Size là size to luôn đấy mọi người. 5 triệu 6 em Minh bao ship trên toàn quốc nhé mọi người. MAZ M100, Chinix M100 Pro 29. Thì xe này dành cho những anh em có chiều cao gọi là khá là cao mà thích đi xe to đây. 29 này nó là lớn nhất rồi. 29 inch thì nó tương đương với bánh 700 đấy. Bánh 700 và khung của nó là em xem size này size nhiêu. Đấy, size này size 17 nhá mọi người nhá, khung rất là cao luôn. Thì những ai mà có chiều cao mà 1m77 trên 1m7 và 1m8 trên 1m8 thì mọi người cái lựa chọn này là duy nhất đấy mọi người nhỉ. Bởi vì là nếu mà cao quá thì những anh em 1m8 rất là khó kiếm xe. Xe không có xe nào mà đi vừa được hết. Thì nay đã có cái M100 Pro này, bánh 29. Giá rất là mềm, giá chỉ có 5 triệu 6 thôi. Khung nhôm mà lại thắng dầu luôn, đi dây âm. Mọi người cùng tham khảo cấu hình chi tiết của chiếc Chinix M100 Pro này cùng em nhé. Xe thì sử dụng thắng dầu trước sau, X-Spark 5 triệu 6 mà thắng dầu. Đấy mọi người xem. Con này tay đề là LTU A2 7 lít thôi mọi người. Mình mua con này thì mình chỉ cần một con xe mà có cái size để vừa phải và khung nhôm, cấu hình cơ bản. Đấy tay đề là 7 lít và 3 đĩa mọi người nhé. 7 lít 3 đĩa. Xe rất là cao đây, xe thì dành cho mấy anh em cao to. Inch đi dây âm. Cái vết này là vết keo đi dây âm mọi người. Phuộc thì cơ bản thôi, phuộc không có khóa phuộc nhé mọi người. Đấy thắng đĩa trước sau này. Thắng đĩa dầu trước sau. Đùm của nó chỉ là đùm bi côn bi thôi. Đấy, không dùng ti bật khóa mở nhanh. Nó là dùng ốc nha mọi người nhá. Dùng ốc bánh 29 inch. Nó ghi số 29 trên khung luôn này mọi người. MAZ M100 Pro nhá. Size này là size 17. Gạt đĩa của nó là gạt đĩa Sunrun mọi người. Đấy Sunrun. Hàng cơ bản của Trung Quốc thôi, 3 đĩa. 3 đĩa. Và 7 líp. Líp của nó là líp Shimano, gạt đĩa của nó là gạt đĩa gạt líp là Shimano Tunei nhá, TZ. Líp là líp vặn. 2 4 6 7 líp. Giá có 5 triệu 6 thôi mà. Một mức giá rất là mềm để mình có một con xe địa hình size lớn và khung nhôm đi dây âm thắng dầu. Em cảm thấy rất là ok với cái mức giá đấy rồi. Yên là Yên Chinix, thì hàng thì Chinix thì là một cái thương hiệu rất là lớn rồi, tên tuổi lắm rồi. Trên thị trường thì Chinix thì rất là tốt, xe nó cơ bản chắc chắn. Thì tầm tiền mình bỏ ra thì mình cái cấu hình của mình nó sẽ vừa phải thôi. Để có một con xe gọi là đạp và chắc chắn đi lại thể dục thể thao. Đẹp. Khung xe của Chinix thì cái nào thì cũng bảo hành 5 năm. Đó. Thương hiệu Chinix là thiết kế design của Italia.
hay mỗi một cái là nó là bánh 29 size to, dành cho những anh em mà có chiều cao thì 1m7 trở lên và trên 1m8 một chút. Size là size to là đi như là mấy ông Tây đây. Đấy, thì mua chiếc này, bình thường thì mấy anh em cao cao 1m8 khó mua xe lắm. Khó có xe nào mà vừa phải, vừa cái size của mình. Và đây lại là vừa size mà lại rẻ tiền. 5,6 triệu thôi. Khung và size 17, bánh rất là lớn luôn. Đấy, mọi người có nhu cầu mua xe thì liên hệ em Minh. Số điện thoại 070 619 8999. Mình bán 5,6 triệu miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Scenic M100, xe rất đẹp, xe có hai màu mọi người nhé, hai màu. Thì màu kia là màu gì em cũng chưa có biết, để em làm cái clip tiếp theo cho mọi người. 5,6 triệu thôi, Scenic M100 Pro 29 inch. Thế mọi người mua hàng thì liên hệ em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video, hoặc là tham khảo được nhiều mẫu hơn. Báo giá thường xuyên cập nhật cho mọi người. 9XM100 Pro này, khung nhôm, DJ âm, bánh 29 inch, thắng dầu trước sau 7 lít 3 đĩa. Rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều.